Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Trong tập trước, Thiên Nhận Tuyết đã đâm kiếm vào người Thiên Đạo Lưu. Chính bản thân nàng ta cũng bất ngờ vì chuyện này. Rõ ràng là đã từ bỏ khảo hạch, đã ném thanh kiếm đi chỗ khác. Vậy nhưng bây giờ nó lại nằm trong lòng bàn tay. Thoạt nhìn đúng là Thiên Nhận Tuyết đã ném kiếm đi. Vậy nhưng thực tế thì Thiên Sứ Thanh Kiếm lại có 2 chiếc. Cái mà nàng ném chỉ là một thanh trong đó. Cũng chính bản thân nàng đã chủ động lao lên đâm nhát kiếm vào người Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu chỉ cố gắng giúp nàng hoàn thành công việc mà thôi. Ông cho rằng khảo nghiệm thứ 8 này coi như đứa cháu thông qua được rồi. Tuy nhiên, Thiên Sứ Thần lại chất vấn, bản thân ông muốn dùng lựa chọn của mình để thay thế lựa chọn của Thiên Nhận Tuyết hay sao? Liệu rằng nàng ta có bằng lòng đi tiếp theo ý chí của ông hay không? Thiên Đạo Lưu cho rằng đây không phải là ý chí của ông, mà còn là ý chí của tộc Thiên Sứ, ý chí của Thần. Thần làm thủ hộ sao của Thiên Sứ Thần thì sự tồn tại của ông chính là vì truyền thừa Thiên Sứ Thần. Thiên Nhận Tuyết không thể chấp nhận được sự thật này. Thiên Sứ Thần cho rằng cho dù ông có mở cánh cửa truyền thừa khảo nghiệm thứ 9 vì nàng ta thì trong lòng nàng vẫn có 3 chướng ngại khó mà vượt qua. Kết quả cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính bản thân của Thiên Nhận Tuyết. Lời này cũng có nghĩa rằng Thiên Sứ Thần đã đồng ý với mong muốn của Thiên Đạo Lưu. Mọi thứ bắt đầu tan biến, thân thể Thiên Đạo Lưu rơi xuống. Thiên Nhận Tuyết ngỡ ngàng, không thể chấp nhận được sự thật này. Trước mặt nàng bây giờ là thanh kiếm sáng chói, vậy nhưng nàng ta lại mặc kệ và bất chấp lao xuống vực để cứu Gia Gia. Về phần Đường Tam, hắn cho đám người Tuyết Bằng biết, muốn giành lại Gia Lăng Quan thì chỉ còn cách duy nhất là đột phá lên 100 cấp. Tuyết Bằng vô cùng kinh ngạc, với sự hiểu biết của gã thì thần linh là một điều gì đó vô cùng vạn năng. Đường Tam cho biết, trên thế giới này đã rất lâu chưa từng có thần xuất hiện, nhưng sau khi đột phá bình cảnh 100 cấp, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Tuyết Bằng thắc mắc hỏi thăm Đường Tam phải đi bao lâu, tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Đường Tam trấn an, chỉ ít hắn cũng nắm chắc 7 phần, còn thời gian thì ít nhất khoảng 1 tháng, nhiều thì 3 tháng. Đường Tam rời đi cũng đồng nghĩa rằng sức mạnh ở Đại Doanh đã giảm bớt đi rất nhiều, cũng may là còn có Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu cũng an ủi, có lão và Đường Hạo ở đây nhất định có thể bảo vệ Đại Doanh. Đường Tam nhắc nhở Tuyết Băng, việc này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, tránh làm cho Vũ Hồn Đế Quốc chú ý. Về phía Ngọc Tiểu Cường, nhờ có tiền thao của Đường Tam nên ông nhanh chóng tỉnh lại. Đường Tam đem ý định của mình nói ra. Nó không chỉ là vì chiến sự trước mắt mà bản thân hắn vốn dĩ sắp phải đi hoàn thành khảo nghiệm. Đường Hậu cảm thán, với thiên phú của cụ cố Đường Thần đã nhiều năm vẫn chưa thực hiện được. Hơn nữa, Gia Lăng Quan trước mắt vẫn rất nguy cấp. Thay vì an ủi hậu bối yên tâm đi hoàn thành khảo nghiệm thì Đường Hậu và đại sư lại nói mấy chuyện không tốt. Cũng may là Đường Tam vẫn luôn lạc quan. Hắn cho biết, trước khi kế thừa chỉ của Hải Thần sẽ bổ sung hồn hoàn của Hạo Thiên Trùy, còn có Hải Thần Chi Quang hỗ trợ, nên hắn tin tưởng chuyến này nhất định có thể thành công. Hải Thần Đảo nguy cơ tứ phía, để đảm bảo an toàn nên Đường Hạo quyết định truyền thụ cho Đường Tam bí kỹ độc môn Hạo Thiên Tông. Ngoại trừ hắn thì chẳng có ai có tư cách kế thừa Hạo Thiên bí kỹ nữa. Đại sư nghe tới mấy chữ Hạo Thiên bí kỹ cũng kích động. Ông cho biết, Hạo Thiên Đấu La bằng vào Hạo Thiên Trùy có thể đánh bại vị cung phụng Kim Ngạc Đấu La của Vũ Hồn Đế Quốc, chính là nhờ Hạo Thiên bí kỹ. Vốn dĩ nó không cần sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào cả, chỉ bằng Hạo Thiên Trùy đã có thể phá tan phòng ngự của Kim Ngạc Đấu La. Đây chính là chỗ tinh túy của nó. Đường Hạo dẫn Đường Tam ra ngoài, tiến vào rừng sâu, đi lên đỉnh một ngọn núi, sau đó bắt đầu giảng giải. Hạo Thiên Tông từ khi thành lập tới nay có một loại phương pháp tu luyện bí mật. Môn phương pháp tu luyện này yêu cầu cực cao đối với người tu luyện. Nếu không phải thiên phú dị bẩm thì tuyệt đối không thể tu luyện thành công. Ngược lại còn nguy hiểm tới tính mạng. Môn công pháp tu luyện này gọi là đại tu di trùy. Bước đầu tiên là cảm nhận sự thay đổi trong không khí. Có liên quan tới gió, gió vô hình mà lá hữu hình. Nếu không có gió thì lá rụng không thể bay lên. Nếu không có lá thì gió cũng mất đi chỗ dựa. Cái gọi là đại tu di trùy chính là đem hồn hoàn của bản thân cô đọng làm một thể, toàn bộ dốc vào bên trong Hạo Thiên Trùy, hóa thành sức mạnh thuần túy nhất. Vừa nói, ông vừa biểu diễn cho Đường Tam quan sát. Ông liên tục vung trùy, một lần vung là một lần bộc phát sức mạnh. Đường Tam say mê quan sát, tuy chỉ nhìn qua một lần nhưng có vẻ như hắn cũng đã hiểu được ý nghĩa của đại tu di trùy. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn đón xem nhé! Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau!